Back in my bag and I got bragged to do this shit for real. When we was down and we had nothing, we had to share a meal. We put the shit in overdrive with no steering wheel. Shorty throw that thing back in a pair of heels. Yeah, she be riding on it. Một cảm giác rất là rô mốt giả mau chú nhé. Ủa sao chị lùi lại vậy? Nhập đất rồi. Oh my god luôn hả? Tất cả mọi người, chúng ta tập trung về đây. Té à. Té hả? Dạ. Ủa bị té hả? Không sao ạ. À, chúng ta vừa có những giây phút mà rất là hồi hộp, gây cấn với một cái màn xuất hiện vô cùng ấn tượng. Đó không phải là thử thách. Hả? Thử thách nằm trong chính cái vòng tròn mà chúng ta đang đứng ở đây đây. Chúng ta sẽ được bọc xung quanh mình bằng một trái banh hơi rất là to. Và sau đó, nhiệm vụ chúng ta chỉ cần chạy, ủi, ăn. Chỉ cần đội nào mà lọt ra ngoài là thua. Chúng ta sẽ có 3 hiệp. Mỗi hiệp 5 phút, đội nào chiến thắng 2 trên 3 hiệp sẽ là đội chiến thắng thử thách này. Và sẽ được những cái ưu tiên đặc quyền cho những thử thách tiếp theo. Đặc quyền đó là gì vậy? Cái đó là bí mật. Trời ơi. Chơi xong mới biết. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt thi đấu đầu tiên. Đến từ vận động viên Ngoại Vũ Hà và vận động viên ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Vỗ tay. Ngoài ơi, mày mà thắng tao, tao sẽ nghỉ chơi với mày. Làm gì, làm gì? Bắt đầu. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Tao sẽ nghỉ chơi với mày. Cố lên. Ai ơi, ghê vậy, ghê vậy, ngoài khỏe vậy. Chưa, thắng rồi, mày đẹp đây rồi. Chưa lật chưa lật mày. Mình có va không hả xí, mình có va không? Chưa vậy, chưa vậy, ngoài quá vậy. Bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt tiếp theo. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt thứ hai. Đó là Hoa hậu Thiên Ân và Hoa hậu Hoàng Phương. Nhưng trước khi đến với lượt thi đấu này, xin góp vui một tiết mục văn nghệ, đó chính là múa bơm bướm. Múa bơm bướm. Rồi vô 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 vô. Ê, 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 rồi rồi. Chơi đi, chơi đi, chơi đi. Ủa là sao má? Không. Lên. Lùi, lùi ra xa, dốc nó xuống. Cố lên. Ủa chị ơi. Ủa chị ơi. Đẩy nó, đẩy, đẩy cái bông tròn, đẩy nó bông tròn. Dòng vô cho nó lăn ra. Đứng lên, đứng lên, đứng lên, đứng lên. Em, dòng vô anh. Không đúng đâu. Đánh lăn ra không sao chưa đó, 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 dọc nó lăn ra, đó, 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 đánh ra lấy chân đạp, cho nó lăn ra. Đó, đó, trời ơi, đâu, 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 mạnh lên. Đó, đó, dậy con mặt dậy. Dậy. Đúng lên, Phương ơi. Đúng rồi. Đó, đứng lên, đứng lên, đó, đứng lên, đứng lên, đứng lên. Ngồi im vậy, nó không làm được gì. Ngồi im vậy, ngồi im vậy. Đừng, đừng ngồi chỗ này, ngồi im. Đẩy ra ngoài, đẩy ra ngoài. Trời ơi, con ơi, con ác lên. Trời ơi con ơi, con ác lên. Đứng lên, ngồi dậy, ừ đứng yên, ngồi im, ngồi im, ngồi im. Dọc nó cho con. Ngồi im, ngồi im vậy luôn. Đó, 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 đúng rồi, đúng rồi. Lăn ra, lăn ra ngoài, không sao. Ủa nó nghe nè, ngoại ơi vô nghĩa lắm, mà cố thủ rồi. Sao không đứng lên được. Trời ơi.
trời hả người. Thôi, đây, đây. Rồi đi ra, đi ra hết. Anh Hoàng. Chạy đi anh Hoàng. Anh Hoàng. Đi ra hết. Anh Hoàng, bà ngoại. Đi ra. Anh Hoàng. Bà ngoại đi ra. Cái gì? Rồi để hỗ trợ. Rồi sao bà hỗ trợ được? Còn đứng đây, đứng đầu gió, đứng đầu gió. Sao mình rộng tới, hiểu chưa, nó có chiều gió, hiểu chưa? Không đứng lên được. Bị kẹt đầu gối rồi. 1, 2, 3, lên. Rồi. Bị kẹt đầu. Lấy cái tấm tông ầm. Xuống ngược lại đi. Ngược lại với đi, ngược vậy đi, nè nè. Rồi mày thọt cái đít ra. Lấy chân ra, lấy chân ra. Cấm thọt cái giò ra. Rồi, rồi, đứng lên. Rồi. Quá cao, quá cao. Rồi. Rồi. Mày chạy ra đi. Rồi. Đúng rồi. Rồi mời ra ngoài, ra khỏi vô đi. Rồi vô. Tiếp tục. Dập nó con. Hát mambo. Mambo đi ra là hát mambo. Cố lên. Né qua chạy đi. Né qua chạy đi. Chạy đi giữa, Tông lại liền. Tông lại liền. Cố lên. Đập luôn. Cố thủ. Đâu hơn nữa rồi. Ủa kẹt nữa rồi. Em tự thua rồi đó. Ráng đi. Không mấy bây giờ nè, chị cuộn tròn đi rồi em lăn chị ra cho nó gọn. Coi trên trái xa nè. Úp ngược lại vậy nè. Rồi. Úp ngược lại vậy nè. Rồi. Anh Nguyễn. Rồi dập tới. Rút chân ra, cứu tôi. Rồi tiếp tục. Dạ. Trời ơi, tao mệt quá trời ha. Chơi ra lẹ đi. Quay lại. Không quan bên, Né quan bên. Để nó chơi cái gì mà đây. Né mạnh quan bên. Vương. Qua, lên, hút liền, ủi lại. Cố lên. Cố lên. Cố luôn bên trong, đừng có bên ngoài. Rồi, đây, chạy ra phải, ngoài phải. Rồi, hút liền, quay lại hút liền. Cố lên. Còn một phút, kéo lên. Nghỉ lên, hơi đi. Rồi, chơi. Tấn công. Né qua. Rồi dùng cái dài. Rồi đẩy luôn. Đẩy luôn. Đẩy luôn. Nó cho nó đẩy đó. Trời ơi, nó chờ. Nó tức ghê luôn đó trời. Ôi trời. Hết thời gian chưa? Tao là chị em mà. Trời ơi tao tức quá trời ơi ơi. Phương nè, ok không vậy? Biết sao không? Mày đau cái gót chày rồi. Nuôi con nuôi cháu lớn lên để cho nó thắng. Mà nó không thắng, nó huề là như thế nào? Tội nghiệp chị con. Chị con cái gì? Con có thấy không, bản thân này mà nó đè ngoài ra nó chơi thấy chưa? Đây, để im. Lấy cái giỏ. Đứng lên. Đứng lên được chưa? 1, 2, 3. Đó, đứng lên. Chị em thấy chưa? Mày đâu lưng thật của đám lưng mày mà. Ra đây. Hồi đó rồi mày thấy người ta chơi chưa? Rất là pha play. Pha play là cái gì? Là chơi được pha play. Là chơi đẹp. Ai như mày? Trời đất ơi, mày chờ thôi. Mày đẩy ra ngoài. Chúng ta chỉ còn có 30 giây thôi. 30 giây chạy vòng vòng. Quá mệt rồi. Hay là vòng này vòng quyết định quá lắm quá đây. Quá rồi. Hai con thần kinh. Hai con đừng có chơi nữa. Trời ơi, hai cái bài xì thắng một cái thắng luôn. 20 giây cuối cùng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, di động dài xì em héo hết. 19 18 17 18 17 15 Rồi tông đi. Rồi tông đi. Tông mạnh lên. Tiếp luôn Phương. Rồi. Cố lên mạnh lên. 3 7
Vào. Lấy thế. 5 4 Cái gì vậy bà nội? Trời ơi là trời. 2 1 Hết giờ. Theo ra quê. Hết nói chuyện nổi rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt tiếp theo. Trời ơi, chơi đi. Trời ơi. Trời ơi. Quá trời quá khó rồi. Cố lên. Mẹ trái. Alo, đi thẳng đi. Trái vòng một đầu lại ngoại ơi. Rồi xa mang em thật xa. Ngoài ơi. Xin hãy hôn anh thật lòng. Vì mai đã xa nhau thật rồi. Anh buồn rồi sẽ mang em thật xa. Trời ơi, kết quả đã có. Vòng này đội anh Đàm Vĩnh Hưng là đội chiến thắng một đều. Từ lại mệt dễ sợ luôn. Anh ơi cầm sự luôn á anh ơi. Với lượt đầu tiên thì đội chiến thắng là đội của ngoại Vũ Hà. Lượt thứ hai thì là Quề. Lượt thứ ba đội chiến thắng là đội em Đạt Vĩnh Hưng. Thôi đưa thẳng đi. Đi đi, kệ đi. Về ngoại. Con kia, cháu ngoại bên kia. Trời ơi. Lộn tem, ngoại bên kia. Rồi, và kết quả chung cuộc đó là thử thách này hai đội đồng hàng. Chơi người chơi mày ơi. Ngoại. Rồi ngoại, nói một câu gì đó với chương trình đi. Chương trình ơi, lần sau khách mời đừng có đầu đi vô đi chơi ngu. Trời ơi chết luôn á, mệt thiệt. Hai đứa mày ngu lắm. Đi về con. Trời ơi hai đứa ơi.